chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Ôm hết lộc trời, đến thời đổi giận trở mình giàu sang phú quý, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Nếu như không thể quá giàu có như người khác, thì ít nhất cũng mong sao có được những ngày tháng an vui, không phải lo toan sầu muộn. Tuy nhiên, tử vi học cho rằng mỗi người đều có một số mệnh riêng, và không phải ai cũng được sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi. Có những người ngay từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, điều kiện đầy đủ, với nhà cao cửa rộng và xe sang, có người hầu kẻ hạ. Nhưng cũng có những người phải sinh ra trong nghèo khó, lớn lên phải bươn chải, vất vả mưu sinh từng ngày. Dù có chăm chỉ đến đâu, tiền bạc vẫn không đủ tiêu, đôi khi cảm thấy như cuộc sống lâm vào bế tắc, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được chăm sóc và sống cuộc sống sung túc. Nhưng không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, và cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng như ta mong đợi. Dù vậy, chính những thăng trầm, thử thách ấy lại hình thành nên bản lĩnh và sức mạnh để vượt qua. Mỗi người sẽ có một con đường riêng, một số phận riêng biệt, và tất cả đều có lý do, có cái duyên của nó. Chính vì vậy, ngày nay, rất nhiều người tìm đến tử vi để soi xét, tìm hiểu về tương lai và những điều có thể xảy đến nhằm chuẩn bị tốt nhất cho những khó khăn và thách thức phía trước. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là những cô bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, chúng ta vừa bước qua tháng 10 âm lịch đầy sóng gió và thử thách. Những ngày ấy thật không dễ dàng, khi công việc không thuận lợi, tài chính eo hẹp và sức khỏe gặp trục trặc. Mỗi ngày trôi qua, những lo âu, băn khoăn chất chồng khiến lòng người nặng trĩu. Tuy nhiên, đừng vội tuyệt vọng, vì từ giờ đến hết tháng 11 âm lịch 2024, vận may sẽ bắt đầu quay lại. Những khó khăn bạn đã trải qua sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc và cơ hội sẽ đến như một món quà trời ban. Đây chính là thời điểm mà mọi nỗ lực, vất vả của bạn sẽ được bù đắp bằng những điều tốt đẹp. Hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận một cơn gió mới, một cơ hội đổi đời sẽ đến và mang lại những thành công rực rỡ cho bạn. Mọi gian khó sẽ qua đi, và tương lai đang mở ra trước mắt, đầy hy vọng và thịnh vượng. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mang trong mình một bản sắc mạnh mẽ, kiên cường và đầy trách nhiệm. Đặc biệt, họ là những người có tính cách vững vàng, trung thực và chính trực, luôn đặt lòng trung thành và công lý lên hàng đầu. Chính những phẩm chất này đã tạo nên một nhân cách vững chãi và được mọi người xung quanh tôn trọng. Người tuổi Canh Tuất không bao giờ chấp nhận sự giả dối, bất công hay lừa dối trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ hành động một cách minh bạch, rõ ràng và đặc biệt rất thẳng thắn, không ngại đối mặt với sự thật dù cho sự thật ấy có đôi khi khó chấp nhận. Chính vì vậy, trong công việc cũng như cuộc sống, họ luôn là những người đáng tin cậy và được mọi người yêu mến, tôn trọng. Một trong những nét đặc trưng nổi bật ở người tuổi Canh Tuất là sự quyết đoán và mạnh mẽ. Họ có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng, dứt khoát và không dễ dàng thay đổi khi đã lựa chọn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người tuổi Canh Tuất luôn đứng vững trước thử thách, không bỏ cuộc mà tiếp tục kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Sự kiên trì này chính là một trong những yếu tố giúp họ vượt qua những khó khăn, gian nan trong cuộc sống, dù những thử thách có thể kéo dài hay khó khăn đến đâu. Người tuổi Canh Tuất biết rằng chỉ có sự kiên trì, không từ bỏ mới là con đường dẫn đến thành công và họ sẵn sàng bước đi trên con đường ấy. Không chỉ mạnh mẽ trong quyết định, người tuổi Canh Tuất còn là người cầu tiến và chăm chỉ. Họ luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và không ngừng học hỏi, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng. Điều này giúp họ không chỉ duy trì được vị trí của mình trong công việc mà còn tạo dựng được những thành công bền vững. Người tuổi Canh Tuất rất thực tế, họ không sống trong mơ mộng mà luôn tập trung vào kết quả thực tế. Chính sự chăm chỉ, cần mẫn và ý thức trách nhiệm cao đối với những gì mình làm đã giúp họ gặt hái được những thành tựu lớn trong cuộc sống. Tuy vậy, bên cạnh sự mạnh mẽ và kiên định, người tuổi Canh Tuất còn mang trong mình một trái tim nhân hậu, biết cảm thông và yêu thương. Gia đình là điều quan trọng nhất đối với họ. Họ luôn trân trọng những giá trị gia đình và luôn cố gắng bảo vệ những người thân yêu của mình. Người tuổi Canh Tuất là người bạn, người đối tác trung thành, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Họ coi gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất và luôn làm tất cả để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp,
bền vững. Mặc dù có tấm lòng nhân hậu và dễ dàng cảm thông với người khác, nhưng người tuổi Canh Tuất lại khá cứng rắn và quyết đoán trong cách xử lý vấn đề. Họ không dễ dàng tha thứ cho những ai lừa dối hay phản bội mình. Với họ, sự trung thực, công bằng và lòng trung thành là điều quan trọng nhất. Và khi ai đó vi phạm những giá trị này, họ sẽ không ngần ngại đưa ra những quyết định dứt khoát và mạnh mẽ. Trong năm 2024, vào 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ có cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Đây là khoảng thời gian đặc biệt mang đến những cơ hội tuyệt vời, giúp họ bù đắp lại những khó khăn đã qua và đạt được những thành tựu mà họ đã ấp ủ từ lâu. Sự kiên trì, quyết tâm trong suốt thời gian qua sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ gặt hái được thành công và tài lộc dồi dào. Những may mắn đang chờ đón họ ở phía trước, và người tuổi Canh Tuất sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện thành công của mình bằng chính sự nỗ lực và trách nhiệm cao trong cuộc sống. Đây là thời điểm để họ nhìn lại những gì đã làm được và bước vào một hành trình mới, nơi họ có thể phát triển hơn nữa, thực hiện những ước mơ và đạt được những mục tiêu lớn lao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ đón nhận một giai đoạn đầy hứa hẹn với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là trong công việc, tài lộc và các mối quan hệ xã hội. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn không chỉ củng cố sự nghiệp mà còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, mở rộng các mối quan hệ và tận hưởng thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra trước đó. Trong thời gian này, bạn sẽ cảm nhận rõ sự chuyển mình tích cực trong công việc. Những cơ hội thăng tiến sẽ đến gần hơn nhờ vào sự hỗ trợ quý báu từ các mối quan hệ xã giao. Sự chân thành và tấm lòng giúp đỡ người khác sẽ tạo dựng niềm tin và sự tôn trọng từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng những mối quan hệ bền chặt mà còn mở ra cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tam hợp quý nhân sẽ chiếu cố, mang đến những cuộc gặp gỡ với những người có thể giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tạo dựng cơ hội lớn. Đây là thời điểm vàng để bạn tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, khai phá những hướng đi mới và bứt phá trong công việc. Ngoài ra, nguyệt lệnh lâm thai cũng mang lại một nguồn năng lượng tích cực. Tính cách lạc quan, vui vẻ giúp bạn dễ dàng tìm thấy cảm hứng trong công việc, không ngại đối mặt với thử thách. Chính sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được ghi nhận và gây ấn tượng mạnh với cấp trên. Đặc biệt, bạn có thể nhận được cơ hội thăng tiến, được đề bạt lên những vị trí cao hơn, xứng đáng với tài năng và sự cống hiến của bản thân. Tài chính của người tuổi Canh Tuất cũng sẽ có những điểm sáng trong giai đoạn này. Chính tài chiếu mệnh, những ai làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và tận tâm sẽ được đền đáp xứng đáng. Các hợp đồng, dự án đã thực hiện trước đó sẽ mang lại cho bạn một khoản thu nhập đáng kể, từ tiền lương, tiền thưởng cho đến lợi nhuận. Mặc dù tài lộc có phần khởi sắc, nhưng bạn cũng cần giữ vững tinh thần cầu tiến, không được phép chủ quan. Chỉ cần duy trì sự chăm chỉ và kiên trì, những thành quả đạt được sẽ ngày càng lớn hơn trong tương lai. Ngoài công việc và tài lộc, các mối quan hệ xã hội cũng là yếu tố quan trọng trong 7 ngày tới. Sự cởi mở, hòa nhã của bạn sẽ giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Đặc biệt, hãy dành thời gian chăm sóc các mối quan hệ thân thiết, vì đây là nguồn động lực quan trọng giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Những người thân yêu luôn là chỗ dựa vững chắc, giúp bạn duy trì sự bình an trong tâm hồn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để bạn tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Về sức khỏe, thời điểm này không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn cần duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ dưỡng chất và thường xuyên tập thể dục để duy trì sức khỏe bền lâu. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn có đủ năng lượng đối mặt với mọi thử thách trong công việc và cuộc sống. 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một giai đoạn mang lại nhiều cơ hội tốt cho người tuổi Canh Tuất. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong công việc, tài lộc, cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Đây là thời điểm lý tưởng để phát triển sự nghiệp, mở rộng các mối quan hệ và đạt được những thành quả xứng đáng từ những nỗ lực không ngừng. Cùng với đó, sức khỏe và các mối quan hệ thân thiết sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai. Hãy tận dụng cơ hội này để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Quý khán giả thân mến,
Tiếp đến là luận giải Vận Trình Tử ghi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Canh Tuất sinh 1970 để giúp cô bác hiểu rõ hơn về tử vi đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 của mình. Phương diện công danh sự nghiệp. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Canh Tuất sẽ trải qua một thời kỳ có nhiều chuyển biến đáng chú ý trong sự nghiệp. Đây là giai đoạn mà sự nghiệp của bạn sẽ bước vào một giai đoạn thăng hoa, nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tinh tam hội, tạo ra một nền tảng vững chắc để bạn tiến bước xa hơn trong công việc. Những khó khăn trước đó dường như được hóa giải, công việc không chỉ ổn định mà còn có rất nhiều cơ hội mới xuất hiện, tạo điều kiện cho bạn phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Sự chuyển mình trong suy nghĩ và cách tiếp cận công việc là điểm sáng trong giai đoạn này. Trước đây, có thể bạn đã quá cứng nhắc với cách làm của mình, nhưng hiện tại, bạn bắt đầu mở rộng tầm nhìn, đánh giá mọi việc một cách đa chiều và linh hoạt hơn. Việc thay đổi tư duy này không chỉ giúp bạn nhận diện rõ ràng hơn các cơ hội, mà còn cho phép bạn phát hiện những chi tiết mà trước đây bạn chưa từng để ý. Đây chính là thời điểm quan trọng, đặc biệt đối với những ai đang tìm kiếm công việc mới hoặc có ý định thay đổi nghề nghiệp. Việc bạn biết lắng nghe và học hỏi sẽ giúp bạn đón nhận những cơ hội quý giá và cũng là bước đệm vững chắc dẫn đến những thành công sau này. Sự trưởng thành trong nhận thức và khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, chính xác hơn sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong công việc và mở rộng cơ hội thăng tiến. Trong giai đoạn này, sự nghiệp của bạn cũng nhờ vào sự hỗ trợ của tam hội mà càng trở nên thuận lợi hơn. Những mối quan hệ xã giao, đặc biệt với những người có ảnh hưởng hay quý nhân trong cuộc sống sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Và các cơ hội phát triển không chỉ đến từ công việc hiện tại mà còn từ các kết nối xã hội ngoài công việc. Sự hòa hợp trong các mối quan hệ cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn xây dựng được nền tảng vững chắc trong công việc. Bạn có tính cách cởi mở, dễ gần và đặc biệt là biết cách xây dựng niềm tin với mọi người xung quanh. Điều này tạo ra sự ủng hộ từ đồng nghiệp và đối tác, giúp bạn dễ dàng hợp tác và tiến lên phía trước mà không gặp phải những mâu thuẫn lớn. Cần nhớ rằng, trong sự nghiệp, không chỉ có năng lực cá nhân mà các mối quan hệ tốt đẹp cũng đóng một vai trò không thể thiếu. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tận dụng những mối quan hệ xã giao này để phát triển và nâng cao khả năng của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng mà bạn cần lưu ý là đừng để những mộng tưởng hay ham muốn cá nhân làm lệch hướng mục tiêu công việc của mình. Nguyệt lệnh Lâm Thai nhắc nhở bạn phải giữ đầu óc thực tế và tránh bị cuốn vào những suy nghĩ mơ mộng quá, lý tưởng quá công việc. Điều này có thể khiến bạn mất đi sự tập trung và không đạt được mục tiêu dài hạn. Sự nghiệp đòi hỏi bạn phải kiên định và quyết đoán, không để cho những yếu tố ngoại cảnh hay sự thiếu quyết đoán làm bạn chệch hướng. Hãy tập trung vào mục tiêu chính và cẩn trọng trong mỗi quyết định. Đồng thời, dù công việc đang tiến triển thuận lợi, bạn cũng cần chú ý đến việc đưa ra quyết định đúng đắn và không do dự khi đối mặt với những cơ hội mới. Sự quyết đoán và nhanh nhạy trong công việc sẽ giúp bạn đạt được thành công, trong khi sự chần chừ và thiếu tự tin có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội quý giá. Chính vì vậy, hãy luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nhưng khi đã quyết định, đừng do dự và hành động ngay lập tức để không bỏ qua những cơ hội lớn. Phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Canh Tuất sẽ nhận được những dấu hiệu rất tích cực về tài chính. Chính tài là yếu tố chính thúc đẩy sự ổn định và khởi sắc trong tài lộc của bạn. Với tính cách chăm chỉ, cần cù và tinh thần tiết kiệm vốn có, bạn sẽ chứng kiến những khoản tài chính dư dả từ công sức lao động và sự kiên nhẫn tích lũy của bản thân. Đây chính là thời điểm bạn được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thì đây là lúc những cơ hội đầu tư tiềm năng sẽ xuất hiện, mở ra những cơ hội mang lại lợi nhuận lớn cho bạn. Những thành quả từ các quyết định đầu tư trước đây bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho bạn cảm giác hài lòng và an tâm về những gì mình đã làm. Từ đây, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn giá trị của những nỗ lực bền bỉ và sự kiên trì trong công việc sẽ mang lại kết quả đáng mừng. Với những người tuổi Canh Tuất làm trong lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh, 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội tài chính tốt đẹp. Bạn sẽ gặp gỡ những đối tác, khách hàng đáng tin cậy, từ đó mở rộng cơ hội đầu tư và tạo ra những nguồn lợi nhuận ổn định trong tương lai. Sự nhạy bén trong kinh doanh và sự chuẩn bị chu đáo của bạn sẽ giúp bạn nhận ra những cơ hội tài chính quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được thành công lâu dài,
bạn cần phải kiên trì và không nản chí khi đối mặt với khó khăn trong đầu tư. Đặc biệt, sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đầu tư là yếu tố quyết định sự thành công bền vững trong tài chính. Bên cạnh đó, việc chi tiêu cho các hoạt động giao lưu và xây dựng các mối quan hệ xã hội cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính của bạn. Những khoản chi này, dù có thể khiến bạn cảm thấy tốn kém, nhưng lại có giá trị lâu dài. Mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt với những quý nhân sẽ mang lại cho bạn sự hỗ trợ trong công việc và tài chính trong tương lai. Hãy tận dụng cơ hội để tham gia vào các hoạt động cộng đồng, các sự kiện hay buổi gặp gỡ, vì đây là nơi bạn có thể gặp gỡ những người có ảnh hưởng, từ đó tạo ra những cơ hội tài chính và nghề nghiệp mới. Dù có nhiều cơ hội tài chính xuất hiện, bạn cũng cần phải hết sức cẩn thận với các khoản chi tiêu không cần thiết. Có thể sẽ có những lúc bạn cảm thấy bị cuốn vào những chi tiêu bốc đồng hoặc đầu tư không suy nghĩ. Chính vì vậy, bạn cần phải kiểm soát chi tiêu và tránh những quyết định tài chính thiếu cân nhắc. Đặc biệt trong những lúc khó khăn tài chính tạm thời, bạn cần giữ bình tĩnh và không vội vàng đưa ra quyết định. Hãy luôn thận trọng và lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để không bỏ lỡ những cơ hội tài chính quý giá. Theo cửu cung phi tinh 2024, để kích hoạt tài lộc, bạn có thể chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, khu vực liên quan đến tài vận và thịnh vượng. Việc giữ khu vực này sạch sẽ, gọn gàng và tránh để vật dụng cũ kỹ ở đây sẽ giúp tài chính của bạn thuận lợi hơn. Hơn nữa, bạn có thể đặt một tấm thảm màu đỏ hoặc tím tại cửa chính, phòng làm việc hoặc phòng ngủ nếu khu vực này nằm ở phương Tây Bắc, để thu hút năng lượng tài lộc và may mắn về tiền bạc. Phương diện sức khỏe của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Tử vi của người tuổi Canh Tuất trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 cho thấy sức khỏe của họ tương đối ổn định, không gặp phải các vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là đối với những người ở độ tuổi cao, việc chăm sóc sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thời gian này, những người tuổi Canh Tuất cần lưu ý đến cơ thể của mình, vì tình trạng sức khỏe không còn như trước. Việc lao động quá sức hay làm việc nặng nhọc trong thời gian dài có thể dễ dàng khiến cơ thể mệt mỏi, gây ra những vấn đề về xương khớp, đau nhức cơ thể, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Điều này đặc biệt đáng lưu ý đối với người cao tuổi. Ngoài ra, chế độ ăn uống hợp lý là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Bạn nên hạn chế các thực phẩm dầu mỡ, nóng, thay vào đó là những món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Việc này sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng, tránh gây áp lực cho dạ dày và các cơ quan nội tạng khác. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này, thời tiết có thể thay đổi thất thường, đặc biệt là ở những khu vực có khí hậu lạnh và khô. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như cảm cúm, ho hay sốt, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc khi đêm xuống. Vì thế, người tuổi Canh Tuất cần chú ý giữ ấm cơ thể khi ra ngoài, sử dụng áo ấm và khăn quàng cổ vào những buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Bổ sung vitamin C trong khẩu phần ăn sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Cuối cùng, một yếu tố không thể bỏ qua là tâm lý. Việc duy trì tinh thần lạc quan, tránh lo âu quá mức là rất quan trọng. Những lo lắng không chỉ làm suy yếu tinh thần mà còn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ dàng bị tấn công bởi bệnh tật. Vì vậy, trong những ngày này, người tuổi Canh Tuất nên chú ý đến việc chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài, giữ cho tinh thần luôn thoải mái, thư giãn để có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Phương diện tình duyên và gia đạo của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Tình duyên và gia đạo của người tuổi Canh Tuất trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 sẽ có những chuyển biến đáng chú ý. Đây là thời điểm nhắc nhở bạn phải chủ động hơn trong việc duy trì và gìn giữ những mối quan hệ quan trọng, đặc biệt là trong gia đình. Sự chiếu mệnh của Thiên Diêu khiến bạn phải đối diện với những thử thách trong việc duy trì tình cảm vợ chồng, cũng như mối quan hệ với những người thân yêu. Những người tuổi Canh Tuất đã có gia đình sẽ cần chú ý hơn đến việc chăm sóc tình cảm đôi lứa. Đừng để những yếu tố bên ngoài, như công việc hay mối quan hệ xã hội, làm ảnh hưởng đến sự gắn kết trong gia đình. Điều quan trọng lúc này là bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho người bạn đời và gia đình nhỏ của mình. Thời gian và sự quan tâm là những món quà vô giá giúp nuôi dưỡng tình cảm, giúp các mối quan hệ bền chặt hơn. Ngoài ra,
Một yếu tố không thể không nhắc đến là sự chú ý đến những mối quan hệ với người khác giới. Trong thời gian này, Thiên Diêu nhắc nhở bạn cần thận trọng khi giao tiếp, đặc biệt là trong các buổi tiệc tùng hoặc các cuộc gặp gỡ xã hội. Đừng để những tình huống dễ bị hiểu lầm làm tổn hại đến mối quan hệ vợ chồng. Cảm xúc cá nhân đôi khi có thể khiến bạn có những quyết định không sáng suốt, vì vậy bạn cần giữ vững lập trường và không để mình rơi vào những tình huống không đáng có. Với những người đã có gia đình, đây là thời điểm bạn cần xem xét lại vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình. Hãy cố gắng hiểu và thông cảm với người bạn đời, lắng nghe những tâm sự của nhau. Đôi khi trong cuộc sống bận rộn, chúng ta có thể quên mất việc chăm sóc tinh thần cho nhau, khiến mối quan hệ có thể phai nhạt. Hãy tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt để cùng nhau chia sẻ, xây dựng sự gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Mặc dù có thể sẽ có một số mâu thuẫn, bất đồng nhỏ xảy ra trong gia đình, nhưng đừng để chúng trở thành vấn đề lớn. Điều quan trọng là cả hai cần trò chuyện một cách thẳng thắn và cởi mở, chia sẻ để giải quyết mọi hiểu lầm. Khi cả hai giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn và sẵn sàng hòa giải, mọi rắc rối đều có thể vượt qua. Đây là thời điểm rất thích hợp để củng cố tình cảm gia đình và khẳng định tình yêu thương sâu sắc dành cho những người thân yêu. Hãy dành thời gian chăm sóc gia đình để tình cảm ngày càng thăng hoa và vững bền. Tiếp theo là phân luận giải dân trình tử vi chi tiết về công việc, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được chia làm hai giai đoạn như sau. Tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến một giai đoạn đầy thử thách lẫn cơ hội. Đây là thời điểm bạn sẽ đối mặt với không ít khó khăn trong công việc và tài chính. Nhưng chính nhờ vào sự kiên trì và thái độ bình tĩnh mà bạn sẽ có thể vượt qua tất cả để đạt được những thành quả xứng đáng. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11 âm lịch, thử thách trong công việc và tài chính. Trong những ngày đầu tháng, tuổi Canh Tuất sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong công việc. Những vấn đề nhỏ có thể phát sinh khiến công việc trở nên bế tắc hoặc không tiến triển theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đây không phải là điều gì quá khó khăn đối với bạn, bởi với bản tính kiên trì, quyết tâm và khả năng giải quyết vấn đề, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua và tìm ra hướng đi mới. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc, bạn cần đặc biệt lưu ý đến các mối quan hệ đồng nghiệp. Một số mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra, thậm chí là những hiểu lầm không đáng có, vì vậy bạn nên cẩn trọng trong giao tiếp và cách thức xử lý tình huống. Việc duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ sẽ giúp bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những yếu tố bên ngoài, đồng thời tạo được không khí làm việc tích cực và hiệu quả. Tài chính trong khoảng thời gian này cũng không có sự đột biến lớn. Đây chưa phải là thời điểm bạn có thể thu về những nguồn lợi lớn hay đột phá trong công việc. Vì vậy, bạn cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định chi tiêu và đầu tư. Tránh những khoản đầu tư mạo hiểm hoặc những quyết định tài chính vội vàng, bởi nếu không sẽ dễ dàng gặp phải rủi ro lớn. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc duy trì sự ổn định tài chính và tiết kiệm cho những thời điểm thuận lợi hơn. Nhìn chung, trong giai đoạn này, vận may không quá nổi bật. Tuy nhiên, sự chăm chỉ và thái độ làm việc nghiêm túc sẽ giúp bạn nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc đồng nghiệp vào cuối giai đoạn này. Hãy luôn duy trì thái độ bình tĩnh và làm việc hết mình, thành công sẽ đến theo cách tự nhiên và xứng đáng. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch, cơ hội phát triển và cải thiện tài chính. Bước sang giai đoạn tiếp theo, công việc của bạn sẽ bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những dự án hoặc công việc đã bị trì hoãn lâu nay sẽ được đẩy mạnh và tiến triển nhanh chóng. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ những người xung quanh, đặc biệt là từ cấp trên và đồng nghiệp. Đây chính là thời điểm bạn cần tận dụng để xây dựng và củng cố các mối quan hệ với những người có ảnh hưởng trong công việc. Cơ hội để thăng tiến hoặc hợp tác với đối tác quan trọng sẽ đến trong giai đoạn này, vì vậy bạn hãy chủ động nắm bắt và không ngần ngại thể hiện năng lực của mình. Về mặt tài chính, tuổi Canh Tuất trong giai đoạn này có thể cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt. Những khoản đầu tư hoặc công việc phụ sẽ mang lại những lợi nhuận bất ngờ, giúp cải thiện tình hình tài chính của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải rất cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh để bản thân dung tay quá tráng và làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập hiện tại. Một số khoản tiền thưởng, các cơ hội kiếm thêm từ những công việc ngoài lương chính cũng có thể xuất hiện, giúp bạn tăng thêm thu nhập trong thời gian này. Vận may trong giai đoạn này cũng khá thuận lợi,
giúp bạn vượt qua được nhiều khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong công việc. Những mối quan hệ xã giao cũng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc mở rộng cơ hội nghề nghiệp, nhưng cũng cần phải cẩn thận trong cách giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có. Tổng quan về tử vi của tuổi Canh Tuất từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch năm 2024. Giai đoạn từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian đầy thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội đối với tuổi Canh Tuất. Dù công việc có gặp phải một số khó khăn nhỏ, nhưng với sự kiên trì và khả năng giải quyết vấn đề, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua. Tương tự, tài chính mặc dù không có những thay đổi đột ngột, nhưng bạn cần phải chi tiêu hợp lý và tránh những quyết định tài chính vội vàng, mạo hiểm. Vào giai đoạn từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11, sự nghiệp của bạn sẽ có những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, các cơ hội hợp tác và thăng tiến có thể mở ra. Tài chính cũng có sự cải thiện, với các khoản thu nhập bổ sung và những cơ hội đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý không để những yếu tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến các quyết định của mình. Cuối cùng, chìa khóa để thành công trong giai đoạn này chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên trì. Hãy làm việc một cách chăm chỉ, giữ thái độ bình tĩnh và không ngừng nỗ lực để vượt qua mọi thử thách. Thành công sẽ đến với những người kiên định và quyết tâm, và bạn sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng trong công việc, sự nghiệp và tài chính trong thời gian tới. Tháng 11 âm lịch 2024, những ngày may mắn cho tuổi Canh Tuất 1970. Tháng 11 âm lịch năm 2024 hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi và đặc biệt đối với những người sinh năm Canh Tuất 1970. Dưới đây là những ngày may mắn nhất trong tháng này, nơi mà những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, những cơ hội mới sẽ mở ra và những thành công liên tiếp sẽ đến trong công việc lẫn cuộc sống. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, ngày này đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc sống của tuổi Canh Tuất. Nhờ vào sự linh hoạt và khôn ngoan của bản thân, bạn sẽ không chỉ vượt qua được những thử thách khó khăn mà còn có cơ hội phát triển vượt bậc trong công việc. Nếu bạn là người làm việc tại các công ty, có thể bạn sẽ nhận được cơ hội thăng tiến hoặc thậm chí là một mức lương mới cao hơn nhờ vào sự thành công từ các dự án bạn tham gia. Về tài chính, những quyết định đầu tư của bạn sẽ vô cùng sáng suốt. Một khoản đầu tư nhỏ có thể mang lại lợi nhuận lớn ngoài mong đợi. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp, đối tác cũng trở nên hòa thuận hơn, và không loại trừ khả năng bạn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc hoặc cuộc sống. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024, đây là ngày mà những nỗ lực trước đó của bạn sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Cho dù bạn là người làm kinh doanh hay là một nhân viên công sở, bạn sẽ thấy rõ những thành quả mà mình đã đạt được. Những dự án hợp tác hay công việc bạn tham gia sẽ mang lại những kết quả tích cực, góp phần tạo ra một nguồn thu nhập ổn định. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm vàng để bạn tập trung vào việc học hỏi và hoàn thiện bản thân. Việc phát triển các kỹ năng mới sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai. Bạn cũng có thể tìm thấy những cơ hội đầu tư mới hoặc những kênh hợp tác đầy tiềm năng. Ngày 19 tháng 11 âm lịch 2024, ngày này mang đến cho tuổi Canh Tuất một nguồn năng lượng tích cực và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn sẽ nhận thấy rằng sự trung thực và chăm chỉ của mình đã được đồng nghiệp, cấp trên ghi nhận. Có thể bạn sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, thậm chí là trở thành một nhân tố chủ chốt trong nhóm công việc. Về tài chính, thu nhập từ công việc chính của bạn sẽ ổn định, đồng thời bạn cũng có thể nhận thêm thu nhập từ những công việc làm thêm hoặc các dự án kinh doanh. Điều quan trọng hơn là, trong giai đoạn này, các mối quan hệ xã hội của bạn sẽ mở rộng. Bạn có thể gặp gỡ nhiều người bạn cùng chí hướng, tạo dựng được những nền tảng xã hội vững vàng cho sự nghiệp tương lai. Ngày 27 tháng 11 âm lịch 2024, đây là ngày mà tuổi Canh Tuất có thể thể hiện hết tài năng và năng lực của mình. Với sự nhạy bén trong tư duy và khả năng ra quyết định nhanh chóng, bạn sẽ nắm bắt được hết các cơ hội đến với mình. Những dự án hợp tác, kế hoạch kinh doanh hay công việc phát triển cá nhân mà bạn tham gia sẽ đạt được những kết quả đáng chú ý. Những thành công này không chỉ mang lại những phần thưởng xứng đáng mà còn khiến bạn được tôn trọng, khen ngợi tại nơi làm việc. Về tài chính, bạn sẽ càng may mắn hơn khi những khoản đầu tư của mình bắt đầu sinh lời, dù là trong cổ phiếu, bất động sản hay các dự án khác. Một điều bất ngờ nữa là trong ngày này, bạn có thể nhận được những tin vui như trúng thưởng, trúng số hoặc một món quà bất ngờ, mang lại một khoản tài sản lớn giúp bạn tích lũy thêm của cải. Nhìn chung,
Tháng 11 âm lịch 2024 là một tháng vô cùng thuận lợi, với những ngày may mắn sẽ giúp tuổi Canh Tuất gặt hái thành công trong cả công việc lẫn tài chính. Hãy tận dụng tốt những cơ hội này, phát triển bản thân và mở rộng mối quan hệ. Bạn sẽ thấy rằng mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng. Dưới đây là bản biên tập lại chi tiết, sâu sắc và mạch lạc về các tuổi hợp tác kinh doanh với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Bài viết đã được chỉnh sửa để mang lại sự mạch lạc và sâu sắc hơn, đồng thời làm rõ hơn các mối quan hệ hợp tác, nhấn mạnh đến sự gắn kết và ý nghĩa của mỗi mối quan hệ trong kinh doanh. Bài viết này dài khoảng 4.500 ký tự. Tuổi Canh Tuất và những mối quan hệ kinh doanh thành công. Trong công việc và hợp tác làm ăn, mỗi người đều có những yếu tố tương hợp giúp tăng cường vận khí, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt, đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, việc chọn lựa đối tác phù hợp sẽ góp phần làm cho công việc kinh doanh phát đạt, thịnh vượng. Những người tuổi Canh Tuất rất thông minh, đáng tin cậy và có khả năng đọc hiểu tâm lý của người khác. Tuy nhiên, để công việc thuận lợi hơn, họ cần phải hợp tác với những con giáp mang lại sự tương trợ và hỗ trợ hiệu quả. Dưới đây là những tuổi phù hợp để hợp tác kinh doanh với người tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tý sự hợp tác vững mạnh. Khi tuổi Canh Tuất hợp tác với tuổi Tý, họ sẽ tạo thành một cặp đối tác hoàn hảo. Tuổi Tý thông minh, sắc sảo và có khả năng quan sát tình hình rất tốt. Trong khi đó, người tuổi Canh Tuất cũng không kém phần thông minh, thậm chí có thể đưa ra những quyết định chính xác, nhanh chóng và đầy sáng tạo. Cả hai con giáp này có thể cùng nhau chia sẻ ý tưởng, hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng một nền tảng vững chắc trong kinh doanh. Điều đặc biệt là tuổi Tý có khả năng làm việc độc lập và thông minh, nhưng khi kết hợp với Canh Tuất, họ sẽ tạo ra một mối quan hệ ăn ý với sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và sự đáng tin cậy. Tuổi Canh Tuất và tuổi Sửu mối quan hệ kinh doanh thịnh vượng. Một sự kết hợp tuyệt vời trong kinh doanh là giữa tuổi Canh Tuất và tuổi Sửu. Cả hai tuổi này đều có giác quan kinh doanh nhạy bén và khả năng phân tích tình huống rất tốt. Người tuổi Sửu chăm chỉ, cẩn thận và luôn đi từng bước chắc chắn, trong khi Canh Tuất có tài đánh giá và hiểu được tâm lý người khác, từ đó giúp xây dựng mối quan hệ bền vững. Sự kết hợp này không chỉ giúp đẩy mạnh khả năng kinh doanh mà còn tạo dựng sự tin tưởng, đồng thời giúp cả hai cùng phát triển và đạt được thành công lâu dài. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dần sự hòa hợp đầy sáng tạo. Khi tuổi Canh Tuất và tuổi Dần hợp tác, sự kết hợp này có thể tạo ra một đế chế thịnh vượng. Tuổi Dần sở hữu tính cách sáng tạo, dũng cảm và luôn đi đầu trong công việc, trong khi tuổi Canh Tuất lại nổi bật với sự trung thành và khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, đôi khi tuổi Dần có thể thiếu kiên nhẫn và nhanh chán, điều này có thể làm Canh Tuất cảm thấy không hài lòng. Tuy vậy, sự kết hợp này vẫn có thể phát triển mạnh mẽ, bởi mỗi bên đều có điểm mạnh riêng, giúp bổ sung cho những yếu điểm của nhau, tạo ra một tập thể vững mạnh và đầy hứa hẹn. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mão mối quan hệ sáng tạo và phát triển. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mão khi hợp tác sẽ mang lại một sự kết hợp tuyệt vời giữa sự sáng tạo và khả năng quản lý tài chính. Tuổi Mão luôn biết cách tìm ra những ý tưởng mới lạ, giúp công việc trở nên sáng tạo và thú vị, trong khi tuổi Canh Tuất lại có tài quản lý và duy trì sự ổn định về tài chính. Cả hai con giáp này đều có khả năng đánh giá công việc và giá trị lao động, vì vậy, khi kết hợp, họ sẽ tạo ra một mối quan hệ bền vững, phát triển theo hướng tích cực và có tầm nhìn lâu dài. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thìn mối quan hệ đầy quyết tâm. Khi tuổi Canh Tuất và tuổi Thìn hợp tác làm ăn, họ sẽ tạo ra một đội ngũ làm việc hết sức quyết tâm. Tuổi Thìn với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và dũng cảm sẽ dẫn dắt công việc tiến lên phía trước, trong khi tuổi Canh Tuất lại đóng vai trò ổn định, giúp phân tích và đưa ra các quyết định thông minh. Sự kết hợp này mang lại một mối quan hệ rất vững mạnh, với những mục tiêu rõ ràng và cụ thể, cùng khả năng thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tỵ một tập thể vững mạnh. Khi tuổi Canh Tuất hợp tác với tuổi Tỵ, họ sẽ tạo thành một mối quan hệ làm ăn vô cùng mạnh mẽ. Tuổi Tỵ rất thông minh và có khả năng nhìn nhận công việc từ nhiều góc độ khác nhau, trong khi tuổi Canh Tuất có tài ngoại giao, phân biệt rõ ràng đúng sai và khả năng phân tích sắc bén. Cả hai con giáp này đều có khả năng làm việc độc lập, nhưng khi hợp tác, họ sẽ giúp đỡ nhau phát triển mạnh mẽ. Tuổi Tỵ với trực giác tuyệt vời sẽ giúp dự đoán được những thay đổi trong thị trường, trong khi tuổi Canh Tuất luôn kiên định và không dễ bị sao nhãng trong công việc. Tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ sự kết hợp vững chắc.
Sự kết hợp giữa tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ sẽ mang lại hiệu quả cao trong các ngành nghề liên quan đến du lịch, khám phá và sáng tạo. Người tuổi Ngọ rất yêu thích sự tự do và thay đổi, họ thích khám phá những điều mới mẻ và có khả năng giao tiếp rất tốt. Trong khi đó, người tuổi Canh Tuất lại mang tính trung thành, cẩn thận và có khả năng quản lý tài chính. Khi hai tuổi này hợp tác, họ sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ vững chắc, đảm bảo lợi ích của cả hai bên và giúp công việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực yêu cầu sự sáng tạo và giao tiếp. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi sự hợp tác tuyệt vời. Khi tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi kết hợp trong kinh doanh, sự ăn ý và hỗ trợ của họ sẽ giúp công việc ngày càng phát triển. Tuổi Mùi có khả năng giao tiếp tốt và với sự tin tưởng vào đối tác, họ sẽ giúp Canh Tuất xây dựng những mối quan hệ ngoại giao vững chắc. Tuổi Canh Tuất lại là người rất trọng chữ tín và luôn thực hiện mọi việc một cách nghiêm túc, từ đó tạo dựng niềm tin đối với khách hàng và đối tác. Mối quan hệ giữa Canh Tuất và Mùi sẽ rất ổn định, giúp công việc phát triển tốt đẹp và lâu dài. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thân mối quan hệ hợp tác thành công. Khi hợp tác với tuổi Thân, người tuổi Canh Tuất sẽ giữ vai trò là người hỗ trợ, giúp đỡ Thân duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Tuổi Thân rất giỏi trong việc thuyết phục và giao tiếp, trong khi tuổi Canh Tuất lại rất giỏi trong việc nhận định sự việc và đánh giá con người. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một không khí làm việc vui vẻ, sôi nổi và hiệu quả, giúp công việc kinh doanh của hai con giáp này ngày càng phát triển. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu cùng phát triển vững mạnh. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu khi hợp tác kinh doanh sẽ mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa chăm chỉ và cẩn thận. Tuổi Dậu rất cẩn thận và có kỹ năng quản lý tài chính xuất sắc, trong khi tuổi Canh Tuất lại nổi bật với sự đáng tin cậy và khả năng tạo dựng mối quan hệ vững mạnh. Cả hai con giáp này đều làm việc với mục tiêu lâu dài, bền vững và ít tham gia vào các công việc mạo hiểm. Sự kết hợp này sẽ giúp công việc kinh doanh của họ phát triển mạnh mẽ và ổn định. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tuất mối quan hệ chân chính. Cuối cùng, khi tuổi Canh Tuất và tuổi Tuất hợp tác, họ sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường làm ăn chân chính với sự phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai. Cả hai con giáp này đều rất tin cậy và có khả năng giao tiếp tốt, điều này giúp họ thu hút khách hàng và đối tác. Sự kết hợp này sẽ giúp công việc phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính trị, môi trường hoặc những lĩnh vực mà họ cảm thấy mình có thể đảm nhiệm tốt. Tuổi Canh Tuất và tuổi Hợi một sự kết hợp đầy hứa hẹn. Cuối cùng, tuổi Canh Tuất và tuổi Hợi khi hợp tác sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc ổn định và bền vững. Tuổi Hợi chăm chỉ, làm việc có kế hoạch và là người có khả năng phân tích công việc rất tốt. Sự kết hợp giữa tính trung thực của tuổi Canh Tuất và sự ổn định của tuổi Hợi sẽ giúp công việc kinh doanh của họ ngày càng phát triển, mang lại thành công và tài lộc dồi dào. Nhân sinh cảm ngộ và giáo dục giác ngộ. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, Phật dạy rằng không nên khinh thường người khác, vì đó là ác nghiệp và sẽ phải trả quả khổ đau. Chúng ta thường nghe nói về nhân quả, rằng mọi hành động và lời nói đều có ảnh hưởng, tạo ra năng lượng và nhân duyên, từ đó hình thành nên quả báo. Một trong những bài học quan trọng trong giáo lý Phật giáo là việc không được khinh thường người khác. Đây không chỉ là một lời khuyên về cách cư xử mà còn là một chân lý sâu sắc về nhân quả và nghiệp báo mà mỗi chúng ta phải đối mặt nếu không sống với lòng từ bi và sự tôn trọng. Khinh thường là hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng, có thể là qua những lời nói cay nghiệt, ánh mắt sắc bén hay những cử chỉ coi rẻ. Tuy nhiên, khinh thường không chỉ là những hành động bề ngoài mà còn là một thái độ phân biệt. Khi chúng ta đánh giá giá trị của một con người dựa trên những yếu tố như hoàn cảnh sống, học vấn hoặc thể chất, Phật dạy rằng những hành động này không chỉ tổn thương người khác mà còn chính là nguồn gốc của khổ đau trong cuộc sống của chính chúng ta. Những ác nghiệp này không chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh nhỏ nhặt mà có thể bùng nổ thành những khổ đau lớn lao, những thử thách mà ta không thể ngờ tới. Khi ta khinh thường ai đó, ta vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách giữa mình và người khác. Mỗi con người đều có giá trị và quyền được tôn trọng, và nếu không nhận ra điều này, ta sẽ tự mình tạo ra những nhân duyên xấu. Phật dạy rằng trong thế giới này, không ai là hoàn hảo, và mỗi người đều có những thử thách, khát vọng và cảm xúc riêng. Vì vậy, không ai có quyền phân biệt hay khinh thường người khác. Sự tôn trọng là yếu tố cần thiết để duy trì mối quan hệ tốt đẹp và hòa bình trong cuộc sống. Theo giáo lý nhân quả, mọi hành động đều dẫn đến quả báo tương ứng. Nếu ta hành động ích kỷ, khinh miệt, ta sẽ nhận lấy quả báo khổ đau.
Nhưng nếu chúng ta sống với lòng từ bi, yêu thương và tôn trọng người khác, ta sẽ nhận được những quả báo tốt đẹp. Dù có thể không thấy ngay lập tức hậu quả của những hành động khinh thường, nhưng theo thời gian, những ác nghiệp này sẽ dần trở thành những thử thách khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Đó có thể là sự cô đơn, sự thiếu thốn tình cảm, hay những lúc khó khăn mà không ai sẵn sàng giúp đỡ. Con đường giải thoát. Phật dạy rằng sự tôn trọng và lòng từ bi là con đường duy nhất giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau. Khi chúng ta đối xử với người khác bằng lòng từ bi, chúng ta cần nhớ rằng họ cũng là những con người có giá trị. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, và mỗi người đều xứng đáng nhận được sự yêu thương, tôn trọng và cảm thông. Lòng từ bi không chỉ giúp người khác mà còn mang lại an vui cho chính mình, vì khi sống với lòng từ bi, chúng ta sẽ không phải lo lắng về quả báo ác nghiệp. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình. Phật dạy rằng khi chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta cũng đang giữ gìn sự thanh thản trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống. Việc không khinh thường người khác là cách để duy trì sự an lạc trong cuộc sống và giúp chúng ta thoát khỏi những đau khổ không đáng có. Khi ta sống với lòng yêu thương và tôn trọng, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, an vui hơn và đầy ắp những cơ hội mới. Ác nghiệp và quả khổ đau. Mỗi hành động trong cuộc sống của chúng ta đều là một hạt giống mà ta gieo xuống đất. Nếu hạt giống đó là sự yêu thương, tôn trọng và từ bi, ta sẽ gặt hái được quả ngọt, sự bình an, hạnh phúc và thành công. Ngược lại, nếu hạt giống đó là sự khinh thường, phân biệt và ác ý, chúng ta sẽ phải trả giá bằng những quả khổ đau không thể tránh khỏi. Vì vậy, lời Phật dạy vẫn luôn vang vọng trong trái tim của mỗi chúng ta: sống ở đời đừng bao giờ khinh thường người khác, vì đó là ác nghiệp phải trả quả khổ đau. Kết luận: hãy sống với lòng từ bi và sự tôn trọng, vì đó chính là con đường dẫn đến an vui và giải thoát không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả những người xung quanh. Trong thế giới này, tất cả chúng ta đều là những mảnh ghép trong một bức tranh lớn. Mỗi người đều có giá trị riêng và xứng đáng nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ người khác. Đừng bao giờ khinh thường ai, bởi vì khinh thường là gieo nhân khổ đau cho chính mình và người khác. Hãy sống trong tinh thần yêu thương, tôn trọng để góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà mọi người đều có thể sống trong hòa bình và hạnh phúc. Trên đây là dự đoán tử vi cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong 7 ngày tới vào tháng 11 âm lịch năm 2024. Hy vọng những thông tin trong video sẽ mang lại những kiến thức hữu ích cho quý khán giả. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.